hôm nay là một ngày mưa này. Mình thì ông chủ mình về nhận khoán hôm qua rồi, thì hôm nay mình về làm. Đây làm cái đường khai thác này. Không phải đường khai thác, làm cái đường vào đây là phá tuyến đi vào để làm thôi. Thì làm cho ông bạn áo đỏ đỏ kẻ áo xanh kẻ đỏ kìa. Thì là cũng là trời đang mưa to nữa nên là mình cũng đây ạ. Mình cũng lười xuống lắm nên là bảo bạn ấy cứ cắm cọc đi, đằng nào cũng làm giờ thôi. Thế là mình cứ cắm cọc là mình sẽ làm. Bây giờ thì cái mặt bằng thì lấy bằng cái chỗ đoạn ở trên màn hình anh em nhìn thấy đấy, mình cũng không tiện nhảy xuống nữa. Cái khu giữa màn hình đấy nó sẽ là bằng đấy. Còn hiện tại mình đang bảo bạn ấy bảo xuống chặt cái cọc để cắm ra để mình biết là chia đất đi đâu. Hai anh em về đây thì dọn dẹp cây cối từ chiều, còn mình thì là phá tuyến đi vào. Còn cái đường này mục đích mình làm cái đường này đi vào thì mục đích chỉ là phá tuyến đi vào thôi đấy ạ. Phá tuyến thì vào làm cái ruộng này to đấy, nếu mà làm xong chắc cũng vào rơi vào 1000 đấy. Đang đợi bạn ấy cắm cọc. Khi cắm cọc xong thì đây ạ, những cái cọc mình có quay nhanh lên đúng không? Khi cắm cọc xong thì chiều hôm qua mình đã làm được một ít rồi. Là như mình nói đấy, mặt bằng nó sẽ bằng chỗ này và theo đống củi kia và dọc theo những cái chân cây này ra đến kia luôn, và đắp cái bờ ở dưới cái mương. Ở dưới này có một cái mương này đấy, theo những cái bụi cây ven này là mình sẽ đắp bờ và ra đến tận cái chỗ cây xoan kia, anh em nhìn thấy không đấy. Mình hiện tại mình đang đứng ở giữa cái ruộng thôi. Nói chung là mình sẽ đứng một chỗ quay, kiểu là mình vừa lúc vừa làm mình sẽ không có một ai quay cho ấy. Đây còn trong lúc mình làm thì mình sẽ vẫn quay cách làm anh em nhé. Anh em hãy cùng xem tiếp. Do là mình không có thiết bị quay chuyên dụng nên là mình gắn luôn điện thoại vào trên máy anh em ạ. Thì đấy, cách làm của mình thì hôm qua là máy mình đứng ở cái khu vực chỗ gầu mình này, đúng không? Chỗ cái bạn đang nói đang ấy kia. Đấy thì là bên này thì ít đất hơn thì mình phân đất ra bên đằng sau máy mình ấy. Đấy. Vì cái khu này cần lấp rất là nhiều đất. Còn cái khu mình làm đây ạ, cái khu mình đang làm vào đây là cái khu này nó lại rất là nhiều đất nên là mình sẽ phải dồn hết cái khu đất ở cái khu đất này và dồn sang bên này luôn anh em ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ phải ném hết khu đất này sang. Nói chung là mình gọi là chia đất đấy, chia đất về dồn về, bởi vì là cái chỗ nhiều đất thì mình sẽ cho vào cái chỗ cần nhiều đất nhất. Đấy, cái chỗ nhiều đất cần cuốc đi mình sẽ cho vào chỗ cần nhiều đất, cái chỗ như ví dụ khu này sẽ là cần rất nhiều đất đấy. Còn khu bên này, cái khu mình đang cuốc này là mình đang mở rộng sang chỗ bên mấy cái cây kìa. Đấy. Đấy, đấy là cách làm của mình. Nói chung là nếu mà anh em nào gặp những cái địa hình như vậy ấy thì anh em cứ nên gọi là làm, nói chung là cứ lấy đất ở chỗ nhiều bù vào cái chỗ cần nhiều thế thôi. Nói chung là đấy là cái cách làm. Bây giờ mình sẽ làm theo, anh em nhìn thấy hai cái cọc kia không ạ? Đây là hai cái cọc kia là cọc phải để cắm, bây giờ mình cứ chạy một đường đã. Còn cọc kia thì lúc nào mình cuốc hết đất ra thì mình sẽ vào cọc kia mình sửa lại máy Tauri nhé. Cách làm thì cũng khá là đơn giản thôi. Còn cái ruộng này thì gọi là san ruộng mới chứ không phải là san ruộng cũ nên là tất cả là đều phải do mình chia hết, bởi vì là người dân họ cũng đang cần, người dân họ làm thì họ lại cần ấy hơn, họ làm họ cần nó bằng phẳng ấy, thả nước ấy. Còn cái chỗ đường mình hôm qua mình phá tuyến kia vào thì sẽ mai sẽ dẫn nước vào theo đường đấy là vào cái ruộng này, bởi vì cái ruộng này trên cao mà ở cái khe này thì khe cạn thôi. Đấy, cái đường hôm qua mình phá vào đây là sẽ dẫn nước theo đấy vào.
thì trong lúc làm thì mình cũng không có người quay cho ấy, thì mình cũng tự quay thôi, nên là anh em thông cảm nhé. Anh em xem video của mình thì thấy hay, anh em cứ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông cho mình, và có nhiều ý tưởng gì thì anh em cứ để lại những cái comment bên dưới mình đọc và mình sẽ thực hiện theo. Mình thì YouTube thì kênh của mình cũng có lâu nhưng mà mình lại không hay làm ấy, nên là anh em thông cảm cho mình nhé. Rồi mình sẽ cố gắng hoàn thiện những cái video của mình hơn, nhiều hơn để phục vụ cho anh em. Bây giờ mình sẽ đánh tiến thẳng ra kia, và trong lúc làm thì mình cũng sẽ quay, gọi là quay lúc làm thôi, quay gọi là không có người quay cho ấy, anh em cùng xem nhé. Đây, sau một ngày này, hôm nay bây giờ đến giờ sắp nghỉ rồi. Đấy, hôm nay là mình chỉ gọi là dọn đất ở tất ở trong cái khu trong trước máy mình, rồi theo chân ta luy các kiểu kia, rồi dồn ra đây, mà chỗ này vẫn còn thiếu đất này. Chỉ bên trong kia thì ngày mai mới bắt đầu lấy mặt bằng, còn hôm nay chỉ là phân đất đi những cái nơi mà thiếu đất thôi. Bên này mốc, bên này thì làm đủ mốc hết rồi nhưng mà chưa làm gọn. Trong kia thì cái phần ở tiết trong kia thì vẫn còn đấy. Bên trong kia thì vẫn phải làm vào đến chỗ chân cái chỗ đống củi kia thì mới là xong. Trong kia vẫn phải mang đất ra, bởi vì chỗ này vẫn còn thiếu. Đây, chủ nhà đây. Chủ nhà thì lâu lâu mới ra thôi, không phải là thi theo mình liên tục đâu. Chủ nhà này toàn bỏ cho mình, tuy làm giờ nhưng mà toàn bỏ cho mình làm mà một mình ấy. Đây, tất cả bên này có cái mương nên là đất nó chỉ bỏ được như thế thôi anh em ạ. Đây, tổng thể là nó như vậy, ngày mai sẽ là mặt bằng. Xong một mảnh ruộng nữa cho anh em ạ. Cuộc đời mình, cuộc đời trong nghề mình gắn liền với những mảnh ruộng thôi. Đây, làm giờ chủ nhà đấy ạ. Nói chung là làm giờ thì chủ nhà đi đến đâu thì làm đấy. Chủ nhà yêu cầu thì lúc đầu bảo nhận khoán, nhưng mà chủ nhà bảo là thôi làm theo giờ thì để làm như thế nào thì em ấy bảo thì làm, bạn ấy bảo thì làm luôn. Đây, móc miếc, nói chung là cứ thế mà làm thôi. Cắm cọc từ cái hôm, những hôm đầu mà video của mình quay anh em thấy ở đây. Mảnh ruộng này là khoảng độ hơn 800 m² em ạ. Làm trong vòng 2 ngày luôn, mình làm đúng 16 tiếng luôn anh em nhá. Tính ra tiền thì hơn 7 triệu một chút thôi. Mảnh ruộng này là mảnh ruộng đào mới hết. Đây ạ. Máy mình đây. Mảnh ruộng này là mảnh ruộng mở mới hết. Mặt bằng thì bạn chủ nhà không cần yêu cầu để bằng, bởi vì vụ này bạn ấy chưa cấy được, nên là vụ này bạn ấy sẽ trồng ngô trước. Nếu mà trồng cấy thì sợ lở bờ anh em ạ. Đây, ép yếc, ok nhá.